Chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách sử dụng cái dòng máy giặt Toshiba mã là AWD990SV nha. Thì cái dòng máy này trực quan cũng khá dễ sử dụng, tại vì dàn nút nó đều là tiếng Việt hết rồi. Rồi, đầu tiên thì có đồ trong đây rồi ha. Đây là loại máy giặt cửa trên. Mình sẽ cho nước giặt và nước xả vô đây, hoặc là chế vô trong luôn cũng được. Đây là ngăn bột giặt, nước giặt. Còn softener này là nước xả. Nước xả thì nó có cái nấm dù nè, các bạn đổ ngang cái mức nấm này là được. Sau đó thì mình sẽ đóng nắp cái đầu chùi chùi đi cho nó sạch. Thì đây là cái hộp mà để xả nước vô. Rồi sau khi mà quần áo này khi xong hết rồi thì đậy nắp. Thì các bạn nhớ là cắm nguồn điện và mở nguồn cấp nước. Đầu tiên thì mở nguồn máy. Đó, cái màn hình máy mình nó hơi bị hư nên mấy cái số nó hiện đang không đúng lắm. Thì tổng quan là khi mà mở lên á, là máy nó sẽ ở cái chế độ giặt thường nữa các bạn. Đó, thì mình có thể mình chọn những cái chương trình. Ví dụ mình chọn giặt ngâm. Đó, sau đó mình bấm nút khởi động. Thì đây là cái cơ chế mà để giặt một cách bình thường nhất. Còn đối với trường hợp mà mình làm những cái chức năng khác hơn á, thí dụ như là mình chỉ giặt không nè, hoặc là xả không nè, hoặc là vắt không nè, đó thì các bạn thấy không, nếu mà chọn chế độ vậy thì nó sẽ sáng cả ba đèn. Trời đang hơi sáng, các bạn hơi khó nhìn ha. Đây là ba cái đèn đều sáng nè, nó sẽ đủ giặt xả vắt luôn. Còn nếu như mà mình ví dụ như mình giặt tay rồi, mình chỉ muốn bỏ vô đây để cho nó xả cho sạch xà bông với lại vắt không thôi á, thì mình sẽ bấm bỏ cái đèn của phần giặt đi nè. Đó là nó chỉ có xả và nó vắt thôi. Nhờ đó trường hợp mà các bạn muốn cho nó chỉ có vắt thôi, không có cần phải xả luôn, vắt cho ráo đồ thôi, thì đây mình cho nó về chương trình giặt thường ha. Đây tắt, đây giặt xả vắt tắt hết, đây chỉ chọn vắt thôi. Đó, hoặc là ngoài ra còn có thêm cái chức năng vắt cực khô nè. Đó, 30 phút, 60 phút, 90 phút vắt luôn. Rồi thêm bên này là những cái chức năng tùy chỉnh riêng, ví dụ như chọn lực nước giặt nè. Nó nếu mà mở lên mặc định là nó sẽ 3 nứt 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Rồi, chọn mức nước đó, 12 lít, 28 lít, 45 lít, 62 lít đó, thì các bạn chọn tùy. Rồi, đối với trường hợp mà sử dụng thời gian mà các bạn muốn vệ sinh cái lòng giặt cho nó sạch đó, thì các bạn có thể chọn chức năng vệ sinh lòng giặt, rồi bỏ xà phòng hoặc là viên vệ sinh vô, đó là làm sạch, hoặc là vệ sinh lòng sấy cho nó khô, đó làm khô. Đó, hai chức năng. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành là giặt ở cái mức cơ bản tiêu chuẩn nhất. Đây mình tắt máy, mình mở lại cho các bạn coi ha. Đây mở máy lên đó, sau đó chọn chương trình hồi nãy bà xã mình chọn là giặt ngâm. Rồi bà bấm khởi động, bắt đầu thì máy nó sẽ tiến hành nó cân sóc, nó tính toán và nó báo cái thời gian. Đây, thời gian còn lại là khoảng 2 tiếng. Đó. Thì cái lúc này á, là máy nó đang mới bơm nước thôi, nên nó chưa có hiện cái khóa. Ngoài ra đây là một vài cái
tính năng ở trên máy mà các bạn có thể lưu ý thêm ha. Ví dụ như đây là tính năng ghi nhớ nè, dùng mà đang giặt đó, mà có mất điện thì khi có điện lại á, phục hồi lại cái chương trình đang hoạt động bằng cách là bấm nút mở nguồn đó, xong đó nó hiện cái chương trình đang nhen dở, bấm nút khởi động để cho nó chạy tiếp chương trình đang nhen dở. À, còn đối với trường hợp mà máy mà nó đang khóa nắp, cái phần mà khóa này đang khóa nè đó, thì nếu muốn mở á, em giữ cái nút khởi động khi đèn khóa nắp tắt đi á, thì mới mở được ha. Còn ngược lại là mình muốn cài cái khóa an toàn á, thì nắp máy khi khóa nè, cài đặt tính năng an toàn cho trẻ là nhấn giữ cái nút hẹn giờ giặt với là nút khởi động. Này mình thử cho bạn coi luôn, hai nút một lượt mới được đó, khóa nắp này mày thấy không, bấm lần nữa để nó bỏ đó ha. Đó thì đối với cái chức năng khóa nắp an toàn, và đây là một vài cái mã lỗi hiển thị về cách khắc phục để các bạn có thể tham khảo thêm ha. Nếu các bạn thấy video hay vậy hết thì giúp mình like, share, subscribe và ủng hộ. Chúc các bạn ngày vui vẻ, bye bye.